Dạ đám vô tới rồi. Ở đây quay đám luôn nha. Đắp. Dạ con cô bác nha. Đây đi ghi hình nè, lấy câu đài cho bà con cô bác xem. Ngày mưa bão nè. Wow. Long Hải. Tấm đá đó, tấm đá đó khiêng để xuôi lại. Có cái giò. Tấm đá với tấm này khiêng lại. Thấy không? Ra lấy vạch ra đi, lấy vạch cho nữa. Lấy mấy cái vạch ra. Vạch đó ta mới ấy nha. Rồi luôn. Mưa. Mưa nữa hả? Đúng rồi, nay mưa mà mình đẩy trước thì mình muốn đi đâu mà đi. Chuyển mưa quá trường bà con cô bác à. Hồ đậu Long Hải. Đẩy chi không đẩy cho ướt. Đẩy chi để cho ướt làm. Để làm không? Ừ. Mưa tạt ướt ống kính.
hải nha bà con. Rồi chuẩn bị hạ nguyệt. Rồi bữa nay chuẩn bị hạ nguyệt nha bà con. Xin lại mưa gió. Mấy chú đồ tài vô cát nha bà con. Đặng Thành nữa, Đặng Dương 35 tuổi. Cô bé vô móc vào đầu quẹt bà con. Điếm từ đâu vô vô. Điếm từ bên đây qua. Nè, lâu muốn điếm từ bên đây qua nè mà. 嗯。